Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm phương thức thanh toán cho AdSense và nhận tiền YouTube nha. Cách thiết lập phương thức thanh toán đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn. Hãy nhấp vào mục thanh toán, sau đó thông tin thanh toán. Và nhấp vào thêm phương thức thanh toán. Tại đây bạn chọn thêm chi tiết chuyển khoản ngân hàng mới. Tại mục ID người thụ hưởng bạn nhập số căn cước công dân của mình vào nha. Tên trên tài khoản ngân hàng bạn viết hoa không dấu nha. Tên ngân hàng thì các bạn lên Google tìm tên ngân hàng bằng tiếng Anh nha. Nhập số tài khoản và nhập lại số tài khoản một lần nữa nha. Các bạn kiểm tra lại thông tin chính xác và bấm lưu lại là xong nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Chúc các bạn thành công.